Sen đá nâu hay được gọi là sen sô-cô-la, tên khoa học là Echeverria bloodprint. Cây có nguồn gốc từ Mexico. Cây có màu nâu hoặc màu tím đen dựa vào ánh sáng cây nhận được. Nếu cây được chăm sóc trong điều kiện thiếu sáng thì trở nên màu xanh lục như thế này. Lá cây thon dài, đầu lá nhọn, mọc xung quanh thân tự như những bông hoa sen. Mặc dù không sở hữu màu sắc sặc sỡ, nhưng sen đá nâu lại là một loài sen chứa được nét đẹp vô cùng cá tính. Sen đá nâu dễ chăm sóc nhưng phải chăm sóc đúng cách. Lỡ loài cây ưa nắng nên các bạn lưu ý tránh để cây nơi môi trường thiếu sáng. Để nhận biết cây có bị thiếu sáng hay không, các bạn dựa vào màu sắc của lá. Màu của lá cây càng xanh thì cây đang thiếu nắng trầm trọng. Cách khắc phục là đem cây ra nơi có ánh sáng nhiều hơn, nhưng phải đem ra từ từ để tránh cây bị sốc nhiệt và cháy nắng. Vì là dòng cây chịu hạn tốt nên việc tưới nước mỗi tuần chỉ cần một lần là đủ. Và các bạn nên tưới vào buổi chiều, hạn chế tưới nước lên lá. Vì mùa này cây rất là dễ bị sốc nhiệt và rụng lá. Rụng lá là không cứu được cây mẹ đâu nha. Vì vậy khi trồng sen đá thì các bạn phải chuẩn bị đất rất là kỹ. Chúc các bạn sưu tầm được cây sen đá nâu thật đẹp. Hiện tại có rất nhiều bạn hỏi mình mua sen đá. Mình có bán sen đá trên Facebook và Zalo. Các bạn nhớ thêm bạn mình nhé. Mình sẽ trả lời sớm nhất khi có thể. Mình cũng có làm kênh YouTube. Các bạn gõ Trung Đông Garden thì sẽ tìm thấy kênh của mình. Các bạn nhớ cho mình một lượt đăng ký và xem clip ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.